xin chào đón bạn Nguyễn Trí Nhân đến từ trường Trung học phổ thông Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Những bước chạy dài của những nhân vật vô cùng đặc biệt, những thí sinh sẽ mở màn cho chặng đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23. Bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với các bạn thí sinh một chút. Đầu tiên là bạn Đặng Phạm Thanh Lương đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Du Đắk Lắk. Thành tích học tập là giải ba học sinh giỏi tỉnh môn sử, quán quân Olympia trường và có một bí quyết học tốt rất hay: tự nhiên hóa nội dung khô khan của môn lịch sử để dễ ghi nhớ hơn. Thường thì ở nhà là em có phương pháp là biến mấy cái nội dung toàn là chữ lòng hoàng biến thành những cái sơ đồ rất là đơn giản. Bạn có thể lấy một cái ví dụ nào đó cụ thể hơn để cho quý vị khán giả hiểu hơn không? Sự thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam thì em nhớ câu đầu tiên trong sách 12 có viết là Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác Lênin, chủ nghĩa yêu nước, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Thì em viết là chủ nghĩa Mác Lênin cộng phong trào công nhân cộng phong trào yêu nước đánh mũi tên xúc tác Nguyễn Ái Quốc tạo thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Rất sáng tạo đấy ạ. Vâng. Thế nhỡ đâu là đối với một bạn mà đã khó học lịch sử nhưng mà bạn cũng chẳng thích hóa học thì có cách nào khác không? Cái đó em cũng chịu thua. Vậy thì chắc là chúng ta sẽ phải nhờ Trí Nhân đến từ trường Trung học phổ thông Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giải đáp, bởi vì Trí Nhân cũng là một người rất thích học lịch sử đúng không ạ? Với em thì em xem lịch sử giống như một bộ phim dài tập và mình cứ nhớ theo một chu trình thế thôi ạ. Bộ phim nào trong khoảng giai đoạn nào là bạn thích nhất? Lịch sử Việt Nam từ khoảng từ năm 1945 đến năm 1975 là khoảng thời gian em thích nhất. Lương, mình có cùng gu không? Em chung sở thích với bạn là giai đoạn như các bạn. Em còn thêm sở thích nữa là giai đoạn thời kỳ 1975 cho đến ngày nay, và đặc biệt là công cuộc đổi mới. Chưa gì đã thấy là không khí trong cái trường quay là tràn ngập tri thức rồi mọi người nhỉ. Chưa thi mà đã thấy là rất nhiều chữ rồi. Vâng, bạn Phan Trọng Nguyễn đến từ trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Hậu Giang thì có một cái cách thức học tập khác, đó chính là chuyển những kiến thức cần học thành bài hát cho dễ nhớ. Vâng. Bạn có thể chia sẻ cái kinh nghiệm này của mình không? Dạ, giống như là nếu mà giống như là truyện kiều á, thì chúng ta biết là nó hơn 3.200 câu, là chúng ta có thể là chuyển truyện kiều thành từng câu. Nếu mà chúng ta đọc riêng lẻ thì chúng ta sẽ không thể nào mà nhớ được hết. Thì em sẽ chuyển nó thành, em đưa một cái giai điệu mà bài hát nào mà em thích vào, hoặc là chuyển thành một bài rap để em có thể là học thuộc truyện kiều một cách nhanh nhất. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Là gì bị sắc thanh phong, trời xanh quen thói, má hồng đánh ghen, kẻo thơm lừng dở trước đèn, phong tình cổ lục cổ truyền sử xa. Rằng nam gia tử triều Minh, bốn bề phẳng lặng hai kinh chữ vàng, có nhà viên ngoại họ Vương, gia tư nghĩa thuộc thường thường bậc trung. Một hai con thứ rốt lòng vinh quang là chữ nối dòng nho gia. Một hai con thứ rốt lòng vinh quang là chữ nối dòng nho gia. Yeah. Wow, phải nói là một cái kỹ thuật nhớ rất là sáng tạo đấy ạ. Còn đối với bạn Đức Anh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương thì bạn có chia sẻ rằng bạn có sự lãng mạn để học các môn xã hội. Thực ra ngày trước thì em cũng vốn học môn tự nhiên nên là em bình thường em suy nghĩ rất logic để có thể học các môn đấy. Tuy nhiên dần dần khi lớn lên thì em cảm giác mình cần có thêm những sự cảm xúc. Và nếu mà chỉ có học thuật, chỉ có kiến thức không thì mà không có cảm xúc thì chúng ta cũng không thể nào nhận được sự tôn trọng từ mọi người. Wow. Những thí sinh của chúng ta ngày hôm nay không chỉ giàu về tri thức mà còn rất giàu về tình cảm với Đức Anh ạ. Vâng, và sau khi được chia sẻ từ Đức Anh thì tôi nghĩ là mình ngoài việc rèn luyện IQ thì mình còn phải rèn luyện EQ nữa đúng không ạ? Đó là một sự cân bằng trong cuộc sống của chúng ta. Và bây giờ thì hãy cho chúng tôi thấy tinh thần của các bạn. Bây giờ họ sẽ đến với những câu hỏi trong phần thi khởi động. Có một câu hỏi là các bạn trả lời sai mà thôi. Cảm giác cứ cay thế nhờ. Mình bấm không kịp. Bây giờ là phần thi khởi động. Và ở phần thi khởi động Olympia năm thứ 23 này thì chúng ta sẽ trải qua 3 lượt thi. Với mỗi lượt thi lần lượt là số các câu hỏi là 8, 12 và 16 câu hỏi. Và các bạn thí sinh cũng đã rất sẵn sàng để đến với những câu hỏi đầu tiên rồi. Hãy cùng khởi động lượt đầu tiên. Chữ số nào xuất hiện nhiều nhất trên mặt một chiếc đồng hồ ghi giờ bằng chữ số La Mã? Chữ Y ngắn ạ. Vật có màu gì hấp thụ hoàn toàn ánh sáng nhìn thấy? Đức Anh. Màu đen. Chính xác. Gắn các lá kẽm vào phía ngoài vỏ tàu ở phần nhấn chìm trong nước biển là cách chống mòn hóa. Phương pháp điện hóa.
Find a preposition to complete the following sentence. At. Lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc được tổ chức tại tỉnh nào? Thanh Lương, Hải Dương. Chính xác. Loài chim nào hót chim mà văng trời trong thơ của Thanh Hải? Đức Anh, Trần Diện. Đúng rồi. Loài đồng đầu tiên được con người sử dụng là đồng đỏ hay đồng thau? Thanh Lương, đồng thau. À, đồng đỏ. Đồng đỏ, đúng vậy. Biển Đông có hai vịnh lớn nhất là vịnh Thái Lan và vịnh Thanh Lương, Bắc Bộ. Chính xác. Và như vậy là chúng ta đã vừa trải qua 8 câu hỏi trong lượt thi khởi động đầu tiên. Và số điểm các bạn đang có là Thanh Lương có 40 điểm và Đức Anh có 30 điểm. Và các bạn đang làm rất tốt. Và sắp tới đây sẽ là 12 câu hỏi ở lượt thi khởi động thứ 2. 12 câu hỏi trong lượt thi khởi động thứ 2 sẽ có ngay bây giờ. Theo bảng xếp hạng FIZE công bố ngày 1 tháng 9, người Việt Nam nào lần đầu vào top 20? Lê Quang Liêm. Đúng là như vậy. Trong lời bài hát Nhớ Mùa Thu Hà Nội, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã dùng câu thơm bàn tay nhỏ. Đức Anh. Bàn. Cốm ạ. Theo truyền thống, để tạo hoa văn trên trang phục, người Mông thường vẽ sáp lên vải lanh. Thanh Lương. Ong. Chính xác. MMXXII tương ứng với số nào trong hệ thập phân? Thanh Lương. 2022. 10 điểm. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ. Thanh Lương. Đỏ đến tím. Chính xác. Người ta thường dùng carbonic để dập các đám cháy có kim loại mạnh như magie, đúng hay sai? Trọng Nguyễn. Sai. Chính xác. Hai nhiễm sắc thể X ở hợp tử sẽ quyết định giới tính của thai nhi là gì? Thanh Lương. Nữ. Đúng vậy. What is the biggest cave in Vietnam? Đức Anh. Son Đỏng. Chính xác. Xét theo quan điểm hiện đại, câu ca dao bồng bồng cõng chồng đi chơi đi đến chỗ lội đánh rơi mất chồng được cho là nhân. Tào hôn. Chính xác. Chợ nổi ngã bảy thuộc tỉnh thành nào ở nước ta? Trọng Nguyễn. Hậu Giang. Chính xác. Ầm ầm binh mã xuống gần Long Biên trong Đại Nam Quốc Sử diễn ca mô tả khi thế hào hùng. Lam Sơn. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng ạ. Mendel đã giải thích sự phân ly độc lập của các cặp tính trạng bằng quy luật di truyền nào? Anh Lương. Quy luật phân ly độc lập. Chính xác. Và như vậy là các thí sinh của chúng ta đã vượt qua lượt thi khởi động thứ hai và số điểm các bạn đang có lần lượt là 90, 45, 15 và 10. Thanh Lương đang giành số điểm 90, tạm thời dẫn đầu đoàn leo núi. Vậy thì câu nào mà khiến bạn thấy thích thú nhất? Em nhớ có cái câu mà về bảng xếp hạng FID ngày 1 tháng 9 là em thấy thích thú nhất. Nhưng em cứ cảm giác cứ cay thế nhờ. Tại bấm không kịp. Bấm không kịp nên là cay đúng không ạ? Vâng, và hy vọng là các thí sinh của chúng ta sẽ vượt qua thật nhanh những cảm giác tiếc nuối để đến với lượt thi khởi động thứ 3 này. Trong thanh nhạc cổ điển, tên là từ dùng để chỉ giọng nam cao, nam trung hay nam thấp? Nam cao. Chính xác. Bạn phải đến tỉnh nào để xem tiêu bản Chú Voi Con, nguyên mẫu ca khúc Chú Voi Con ở Trọng Nguyên. Đắk Lắk. Đúng là như vậy. Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này với cạnh huyền và cạnh góc vuông của tam giác vuông kia. Tỷ lệ 10 điểm. Trong tương tác từ hai dòng điện không đổi đặt song song cùng chiều thì Trọng Nguyễn bằng nhau hút nhau ạ. Phương pháp xưng phát dùng để điều chế nhiều hợp chất hóa học dựa trên tính chất của axit nào? Thanh Lương. Axit sulfuric. Chính xác. Người bị hở van tim thì có nhịp tim như thế nào so với người bình thường? Trọng Nguyễn thấp. Nhanh hơn ạ. Nhà văn Mai Văn Tạo đã mô tả loài trái cây nào như sau? Loại trái quý, trái hiếm của miền Nam, hương vị có hết sức Trọng đặc biệt. Trọng Nguyễn. Mít. Sầu riêng. Người chỉ huy nghĩa quân đánh chìm chiếc tàu hy vọng của Pháp trên sông Vàm Cỏ Đông cuối năm 1861. Đức Anh. Nguyễn Trung Trực. 10 điểm. Quốc gia nào sở hữu hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á? Đức Anh. Campuchia. Tiếp tục là 10 điểm. What island is Anh Lương. Côn Đảo. 10 điểm. Cầu thủ nào đã giành danh hiệu quả bóng vàng quốc gia Việt Nam 2021? Chí Nhân. Nguyễn Văn Quyết. Hồ Văn Ý ạ. Tỉnh nào là quê hương của anh hùng Phan Đình Giót? Chí Nhân. Hà Tĩnh. Chính xác. Với thẻ căn cước công dân có gắn chip hiện đang lưu hành ở nước ta, chip điện tử xuất hiện mặt trước Đức hay Anh. Mặt sau của thẻ? Mặt sau. 10 điểm cho Đức Anh. Khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum là nơi khởi phát của hàng chục hiện tượng thiên nhiên nào? Thanh Lương. Bỏ qua. Động đất ạ. Quốc gia nào có diện tích lớn thứ hai thế giới? Thanh Lương. Canada. Đúng vậy. Tương truyền dưới thời An Dương Vương, vị tướng nào đã sáng tạo ra nỏ Liên Châu? Đức Anh. Cao Lỗ. 10 điểm. Và đó là những câu hỏi trong phần thi khởi động dành cho 4 thí sinh của chúng ta. Và các bạn đã kịp giành những số điểm 10 đầu tiên rất xứng đáng cho riêng mình rồi. Bây giờ hãy cùng xem ai đang có lợi thế dẫn đầu. Trọng Nguyễn đang có 10 điểm. 15 là điểm số của Chí Nhân.
đang sở hữu 85 điểm là Đức Anh. Và dẫn đầu với 135 điểm là Thanh Lương. Trong phần thi khởi động, chương trình có hỏi: bạn phải đến tỉnh nào để xét cho bản Chú Voi Con, nguyên mẫu ca khúc Chú Voi Con ở Trọng Bản Nguyên, Đắk Lắk? Đúng là như vậy. Theo thông tin của báo Lao Động đưa ra, nguyên mẫu của Chú Voi Con trong bài hát là một con voi rừng lạc mẹ, hiện đã trở thành tiêu bản trưng bày ở trung tâm du lịch Buôn Đôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Người dân trong buôn đã tìm thấy chú ngay ở bìa rừng gần khu nghĩa trang mộ cổ của vua săn voi Khun Chonop hiện giờ. Thời điểm được tìm thấy, chú voi này đo theo chiều cao thì được khoảng 6 tháng tuổi. Trung tâm du lịch Buôn Đôn đành nuôi dưỡng chú voi con cùng đàn voi nhà ở đây. Có thể do không hợp môi trường sinh sống, chỉ được một thời gian ngắn, chú voi con đã lăn ra ốm và chết sau một thời gian chạy chữa. Lúc ấy nó mới chỉ được khoảng 1 năm 2 tháng tuổi. Vì hoàn cảnh khá đặc biệt của chú voi con và cũng là nguồn cảm hứng ra đời của bài hát Chú Voi Con ở Bản Đôn của nhạc sĩ Phạm Tuyên, nên chú voi con đã trở thành tiêu bản trưng bày từ năm 2000 cho đến nay.